Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ cùng các bạn làm một thí nghiệm nho nhỏ để xác định khả năng giữ nhiệt của các cái hộp cơm giữ nhiệt trên đây. Chúng ta đang có 7 mẫu hộp cơm giữ nhiệt của hai thương hiệu rất phổ biến tại Việt Nam, đó là Thermos của Nhật Bản và Lock Lock của Hàn Quốc. Cách làm thí nghiệm rất đơn giản, tôi sẽ đổ nước nóng, nước sôi vào 7 cái hộp cơm này và sau đó sẽ giữ nhiệt trong vòng khoảng 7 tiếng rưỡi. Tiếp theo sẽ dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ nước tại thời điểm đó là bao nhiêu. Và chúng ta sẽ biết được cái hộp cơm giữ nhiệt nào có khả năng giữ nhiệt tốt nhất. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu đặc điểm giữ nhiệt của từng loại hộp cơm. Bạn nào biết rồi thì có thể tua nhanh đoạn này. Chiếc hộp cơm màu hồng này có mã là JBC801 của hãng Thermos. Cái này còn có phiên bản màu xanh nữa. JBC801 thiết kế phù hợp với các bạn nữ và nó giữ nhiệt bằng cái hộp to ở bên ngoài. Có ba hộp nhỏ bên trong được giữ nhiệt bởi hộp to ở bên ngoài và có cả cái túi đựng kèm rất là đẹp. Bộ này có đi kèm một đôi đũa để trong hộp cũng màu hồng bên ngoài là túi bằng vải cái này chỉ để tiện sách thôi còn giữ nhiệt sẽ là cái hộp lớn ở bên trong đây là cái hộp giữ nhiệt trông rất là xinh xắn dành cho các bạn nữ bên trong hộp này chúng ta sẽ có ba cái hộp nhỏ để đựng thức ăn và đựng cơm cái hộp bên trong này có nắp bằng cao su và vỏ bằng nhựa cái này đều là nhựa an toàn đây có 3 hộp với dung tích khác nhau. Hộp bên ngoài thì được làm từ vật liệu nhôm và có chân không ở trong để cách nhiệt. Lát nữa chúng ta sẽ đổ nước vào cái hộp nhỏ để xem khả năng giữ nhiệt ra sao. Tiếp theo cũng của hãng Thermos thì có một cái hộp cơm dung tích lớn hơn. Mã là JPG 1801 có màu đen và kích thước lớn hơn nên là phù hợp với các bạn nam. Cơ cấu giữ nhiệt thì vẫn như vậy. Nó có một cái hộp giữ nhiệt to chứa các cái hộp nhỏ ở bên trong cái này đặc điểm là không có túi vải bên ngoài Vỏ hộp bên ngoài thì được làm bằng nhôm Có chân không Nắp bằng nhựa Chúng ta có một đôi đũa đi kèm bên cạnh này Rất là gọn Còn các bạn mở khóa thì gạt cái này ra sẽ mở nắp Và nhìn thấy các hộp ở bên trong Có dung tích khác nhau để tùy vào loại thức ăn hay là cựng cơm Đây là hộp to nhất các bạn có thể được cơm này Lát nữa tôi sẽ đổ nước vào trong cái hộp này Cả cái hộp này đều làm từ nhựa an toàn Và có khả năng chịu nhiệt trên 100 độ nên chúng ta có thể đổ nước sôi vào được nguyên tắc giữ nhiệt của hai hộp cơm vừa rồi đó là sử dụng một cái hộp lớn hai lớp để giữ nhiệt cho toàn bộ các hộp bên trong cùng nhãn hiệu thermos chúng ta có hộp cơm dbq 362 với phương thức giữ nhiệt khác hoàn toàn các hộp nhỏ bên trong sẽ được giữ nhiệt bởi túi giả da ở bên ngoài và đặc biệt có một cái hộp giữ nhiệt rất tốt đó là cái hộp đựng cơm to nhất đấy ạ được giữ nhiệt bằng phần thân hai lớp tất cả sẽ nằm trong một cái túi hình chữ nhật như này rất là gọn gàng cái này thì phù hợp cho các bạn học sinh và các bạn nữ Các bạn nam mà lớn tuổi thì có thể sẽ hơi thiếu thức ăn Chúng ta cũng có đũa đi kèm này Và đây là cái túi chứa các hộp ở bên trong Chúng ta có 3 hộp Thì có hai hộp đựng thức ăn và một hộp đựng cơm Hộp đựng cơm này là hộp giữ nhiệt Còn hai hộp kia thì sẽ giữ nhiệt bằng cái túi ở bên ngoài Chúng ta sẽ tìm hiểu cái hộp cơm giữ nhiệt này Đây là ở bên trong này cái này thì không giữ nhiệt ạ, nó sẽ được giữ nhiệt bằng cái vỏ bên ngoài, đây là vỏ hai lớp, có công nghệ giữ nhiệt độc quyền của Thermos, vỏ này bằng kim loại, khả năng bằng nhôm, đây chúng ta để vào trong là cái phần này sẽ được giữ nhiệt rất tốt, và lát nữa thì ta sẽ đổ nước sôi vào đây. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu các cái hộp cơm giữ nhiệt của hãng Lock Lock. Đầu tiên đó là chiếc hộp cơm có mã LHC 6170. Và đây là hộp cơm có dung tích 1,8 lít với phương thức giữ nhiệt tương tự như các loại hộp cơm của Thermos. Đó là sử dụng hộp hai lớp cách nhiệt ở bên ngoài. Chúng ta có đũa đi kèm này. Đây là cái khóa nắp của hộp cơm. Bên trong thì sẽ có ba cái hộp nhỏ để các bạn đựng thức ăn và đựng cơm. Các hộp này đều bằng nhựa. Hộp to nhất là để đựng cơm này. Đây chúng ta còn hộp nhỏ nữa. Vỏ thì bằng nhôm. Và chúng ta sẽ đổ nước sôi vào cái hộp to này để thí nghiệm xem nó giữ nhiệt được bao lâu. Tiếp theo là hộp cơm LHC 8013. Có nguyên tắc giữ nhiệt giống như cái DBQ của Thermos. Các hộp bên trong thì được giữ nhiệt bằng cái túi ở bên ngoài. Ngoài ra thì có một cái hộp lớn để đựng cơm, được giữ nhiệt bằng cái hộp hai lớp khá là dày dặn. Ở bên trong chúng ta sẽ có ba hộp bằng inox. Đây là đũa đi kèm là đũa cũng bằng inox ạ. Hai hộp nhỏ là hộp một lớp và giữ nhiệt nhờ cái túi bên ngoài. Còn hộp to này là hộp hai lớp giúp bạn giữ nhiệt cho cơm hiệu quả hơn. Chúng ta sẽ tìm hiểu cái hộp to này. Tất cả đều được làm bằng inox, có phần đế bằng nhựa. Đây là bên trong. Và có hai lớp nên giữ nhiệt rất là tốt. Một mẫu tương tự đó là hộp cơm giữ nhiệt LHC8016. Mẫu này có đặc điểm khá giống với cái hộp 8013 chỉ khác ở cái hộp giữ nhiệt lớn thôi. Chúng ta sẽ xem khác cái gì. Bên trong thì cũng có ba cái hộp và được giữ nhiệt bởi cái túi ở bên ngoài. Đây, đây túi bên ngoài bằng vải. Và bên trong có ba hộp bằng inox. Nhìn sơ qua thì cái hộp lớn này hơi khác so với bản 8013. Đó là nó không có phần nhựa ở dưới đáy. Có cả đũa đi kèm, đũa cũng bằng inox. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu xem cái hộp lớn giữ nhiệt thế nào. Đây là chiếc hộp đựng cơm thiết kế dạng hai lớp giúp giữ nhiệt ở bên trong tốt hơn. Và tôi sẽ đổ nước sôi vào trong hộp này để thí nghiệm. Cuối cùng là một chiếc hộp cơm có kích thước rất lớn, dung tích lên tới là 2 lít và mã sản phẩm là LHC8034. Cái này có hai màu, màu xám và màu đỏ. Cơ cấu giữ nhiệt thì giống như cái hộp cơm ban đầu của Thermos, chúng ta sẽ có một cái túi vải bên ngoài Ở bên trong có một hộp giữ nhiệt. Phần túi này thì bên trong cũng được trắng bạc để giữ nhiệt tốt hơn. Và đây là cái hộp giữ nhiệt bên trong. Có thân là kim loại, khả năng là inox và mã là LHC 8034. Bấm nút này để mở nắp. Chúng ta có ba hộp bên trong và dùng cái này để sách lên. Các hộp này đều là một lớp, tức là nó không giữ nhiệt, ấy, mà giữ nhiệt nhờ vào cái hộp bên ngoài thôi. Cái nắp này giúp các bạn tách ra thành các phần khác nhau. Nó có răng cao su. Đây hộp lớn này Và chúng ta có một hộp nhỏ bên trong nữa Đóng lắp lại thì ở bên trên này chúng ta quan sát thấy có một cái nắp nhỏ để chứa thìa và dĩa. Khá là gọn gàng, không có đũa, chỉ có thìa và dĩa thôi. Ok, và bây giờ tôi sẽ tiến hành là đổ nước, đây là nước sôi nhé, vào tất cả các hộp giữ nhiệt này. Tôi sẽ thử đo nhiệt độ nước sôi trước này. Nhiệt độ bây giờ đang tăng dần, cái nhiệt kế này đo rất là chính xác vì nó tiếp xúc trực tiếp với nước sôi ạ. Chắc là sẽ không được 100 độ đâu. Nhưng các bạn xem ạ. Được khoảng 99 độ rồi. Để nước sôi nhá. Và tôi sẽ tiến hành đổ nước sôi vào các cái hộp giữ nhiệt của chúng ta. Vì cái đoạn này là đổ tương tự như nhau thôi nên tôi sẽ tua nhanh để các bạn đỡ mất thời gian xem. Các cái nhựa này đều là hỗ trợ nhiệt độ trên 100 độ nên các bạn thoải mái đổ vào thôi. Đầu tiên là chiếc JVC 801 Tôi đổ vào cái hộp to nhất và sau đó đậy nắp trở lại. Rồi cho toàn bộ cái hộp này vào trong cái hộp lớn. Bình thường thì các cái hộp nhỏ chúng ta cũng cho thức ăn ấm vào thì đảm bảo nhiệt sẽ tốt hơn. Tuy nhiên đây chúng ta cứ thử nghiệm cho vào một hộp thôi. Đậy nắp này, sau đó cho vào túi vải như là sử dụng thông thường. Ok đã xong với hộp cơm GBC801. Tiếp tục ta đổ nước vào trong hộp cơm JBG 1801 Cái này cũng có khả năng chịu nhiệt trên 100 độ Nên các bạn không lo gì cả đấy, Nhiệt độ tối đa lên tới là 140 độ Và chúng ta sẽ đổ nước sôi vào Nếu các bạn có thử nghiệm ở nhà thì cũng cẩn thận nhé Vì có thể nước này sẽ gây bỏng đấy Tiếp tục đậy nắp Cái nắp này cũng khá dày Để có lẽ là giữ nhiệt Ok, rồi cho vào cái hộp lớn và đậy nắp lại cái này sẽ giữ nhiệt vào cái hộp bên ngoài nhé tiếp theo sẽ đến cái hộp DBQ 362 ta thử nghiệm với cái hộp đựng cơm được giữ nhiệt bằng vỏ bên ngoài nắp này cũng khá kín và đổ nước sôi vào đây do nước để bên ngoài có thể giảm dần nhiệt độ tuy nhiên chúng ta chấp nhận sai số đó thôi chắc sẽ không ảnh hưởng nhiều đến kết quả và các bạn đậy nắp rồi cho vào cái túi giữ nhiệt. Bộ này thì chỉ có cái hộp to là giữ nhiệt đặc biệt, còn hai hộp nhỏ thì giữ nhiệt bằng cái túi bên ngoài. Chúng ta đóng khóa lại cẩn thận. Ok xong. Tiếp tục với hộp cơm 6170 của lóc Lock Lock. Cũng đổ vào cái hộp nhựa to nhất. Cái hộp này có đường kính là khoảng 12cm và chiều cao là 9,5cm Đậy lắp và cho vào trong hộp lớn Sau đó chúng ta đậy kín cái hộp lớn Chiếc hộp này có cấu tạo khá giống với cái hộp CVG 1801 của Thermos Với hai hộp cơm LHC 8013 và 8016 thì chúng ta sẽ sử dụng cái hộp to nhất Đây là hộp hai lớp giữ nhiệt đổ nước sôi vào và sau đó thì các bạn lại cho vào trong cái túi vải nhiệt độ môi trường hiện tại đang là 24 độ và nước trong cái siêu nước của tôi cũng bị giảm nên là thỉnh thoảng tôi sẽ đun lại chẳng qua trong video này thì tôi cắt đoạn đun đi thôi để đảm bảo tính công bằng thì các cái hộp cơm này sẽ được đưa cái nước sôi có nhiệt độ khá là bằng nhau Ok đây là hộp 8013 tiếp tục với hộp cám sáu cũng đổ vào cái hộp đựng cơm cái này là hộp hai lớp nên là khi đổ vào chúng ta thấy là bên ngoài vẫn không bị nóng phần nắp này cũng khá dày để cách nhiệt tốt hơn và chúng ta lại cho vào cái túi cách nhiệt và khóa lại cái phiên bản 8013 và 8016 này rất giống nhau Thì khác nhau một chút về hình dáng cấu tạo của cái hộp cơm lớn thôi Và cuối cùng là cái LHC8034 Cái hộp này các bạn lưu ý nhé Nó chỉ có một lớp thôi Nên nếu mà chúng ta đổ nước nóng vào ấy Có khả năng sẽ bị bỏng tay Đây tôi thử này Nó truyền nhiệt ra ngoài rất là nhanh Đây Không thể cầm được và tôi sẽ phải đặt cái, cái đĩa May mà để ý trước không thể là bỏng tay đấy với cấu tạo như thế này thì chắc chắn là việc giữ nhiệt sẽ phụ thuộc vào cái hộp to ở bên ngoài Cái đang hộp to này chính là hộp hai lớp giúp cách nhiệt tốt Nước vẫn rất là nóng Đậy nắp trở lại này Và cái này thì các bạn sẽ cho vào cái hộp lớn Vậy là chúng ta thấy tác dụng của cái quay sách vì cái phần thân lúc này sẽ nóng Có một cái nắp để cách nhiệt và cho các hộp khác vào đậy lại và cho toàn bộ cái hộp to này vào túi cách nhiệt có trắng bạc cái này thì sách đi đâu rất là tiện mỗi tôi hơi to thôi phù hợp với bạn nào cần đựng nhiều thức ăn vậy là cả bảy bình giữ nhiệt đã có nước sôi ở bên trong bây giờ tôi sẽ bấm giờ ta sẽ bắt đầu bấm giờ không không này bấm chạy và sau hơn 7 tiếng chờ đợi, chính xác là 7 giờ 25 phút thì chúng ta sẽ tiến hành đo kết quả xem là nhiệt độ nước ở trong các cái hộp giữ nhiệt này là bao nhiêu độ. Tôi sẽ sử dụng cái loại nhiệt kế tiếp xúc để cho kết quả chính xác nhất. Nhiệt độ môi trường hiện tại bây giờ đang là 24 độ. Và muốn đo nhiệt độ ở đâu thì ta chỉ việc chọc cái kim này vào là đo được. Đầu tiên đó là chiếc hộp cơm giữ nhiệt JVC 801 Phần và túi vải này có lẽ không có tác dụng giữ nhiệt. Nó mở nắp và thấy là bên trong này còn ấm này. Hộp nhỏ và hộp to này. Ta quan tâm đến hộp to là hộp chứa nước sôi. Vẫn còn rất là nóng và sử dụng cái nhiệt kế này. Chúng ta phải đợi một chút nhá, không đo được ngay đâu. Tôi sẽ đợi khi nào nhiệt kế nó dừng tăng thì đấy chính là nhiệt độ của nước hiện tại. Nó tăng dần đấy ạ. Và nhiệt độ chúng ta sẽ đo được là bao nhiêu đây. Nhiệt độ đã tăng chậm dần. Và nhiệt độ chúng ta đo được là 43,9 độ C. Đây là nhiệt độ nước sôi sau 7 tiếng rưỡi ở trong hộp cơm GPC801. Không tăng nữa rồi. Thông số này tôi sẽ ghi lại và lập thành bảng thống kê. Thì các bạn có thể dễ dàng so sánh hơn. Tiếp theo thì với cái hộp cơm cũng của thermos GBG 1801. Cơ cấu tương tự như GBC 801. Đây là cái hộp đựng nước sôi này. Vẫn rất ấm. Tôi đặt nhiệt kế vào. Nhiệt độ tăng dần. 47 rồi này, 48 này, 50 này. Và nhiệt độ đã cao hơn cái GBC 801. ta đợi nó dừng lại và nhiệt độ cao nhất là được 55,3 độ C cao hơn khá nhiều so với cả gbc 801 cũng có thể do cái hộp này nhiều nước hơn nên cái lượng nhiệt ở trong là nhiều hơn và bây giờ là chiếc hộp cơm khá đặc biệt DBQ 362 và sẽ xem cái hộp đựng cơm được quảng cáo là giữ nhiệt rất tốt mở ra này bên ngoài này gần như là không có nhiệt ra ngoài và chúng ta sẽ đo nhiệt ở bên trong. Nhiệt độ tăng rất nhanh. Đã trên 50 độ rồi. Lưu ý là cái này nó chỉ có một cái hộp này giữ nhiệt tốt thôi, còn hai hộp kia là giữ nhiệt bằng cái túi bên ngoài. Vẫn chưa dừng lại. Và nhiệt độ chúng ta đo được là tối đa 57,8 độ C, 57,9 độ C. Nhiệt độ rất cao cao hơn hẳn so với cả GBG 1801 57,9 độ C. Tiếp theo là cái hộp cơm của Lock&Lock Lock, LHC 6170. Hộp này rất giống cái hộp GBG 1801 của Thermos. Giống nhau về cả thể tích lẫn cả hình dáng. Và nhiệt độ chúng ta đo được của nước sôi sau 7 tiếng rưỡi Đó là bao nhiêu đấy ạ? Cũng trên 50 độ rồi Và ta đo được là 50,3 độ Chứng tỏ giữ nhiệt cũng rất là tốt Tốt hơn cả cái gbg 1801 Và bây giờ sẽ là hai cái hộp cơm 8013 và 8016 Nó giống như DBQ Tuy nhiên xem khả năng giữ nhiệt có tốt không nào Đây là cái hộp đựng cơm này nhiệt độ tăng rất nhanh đây sẽ có trên được 50 độ nào trên 50 độ rồi và nhiệt độ đo được khi mà cái nhiệt kế nó dừng lại đó là 51,6 độ nhiệt độ của nước sôi được giữ rất là tốt ta sẽ thử với cái hộp cơm tương tự là LHC 8016 chắc là kết quả cũng sẽ tương đương thôi cấu tạo chẳng khác gì nhau cả đây là cái hộp giữ nhiệt hai lớp phép đo này của chúng ta là có sai số chắc chắn có thể sai số do dung tích nước ảnh hưởng đến nhiệt độ tuy nhiên chúng ta có thể căn cứ vào đây để đánh giá cái hộp nào giữ nhiệt tốt được cũng đạt được bao nhiêu đấy ạ? trên 50 độ rồi nhiệt độ tối đa của nước sôi đo được nó là 51,6 độ Mức nhiệt giống hoàn toàn với cái 8013 Khá là trùng hợp Giống hệt nhau về cái nhiệt độ giữ được Và bây giờ đó là cái hộp cơm giữ nhiệt cuối cùng Hộp cơm to nhất 2 lít LHC 8034 của Lock Lock Đây hộp nhỏ mà không có nước này Hộp to đấy ạ Có một cái lớp cách nhiệt Ta sẽ sờ vào dưới rất bỏng Nên tôi phải lót Và chúng ta sẽ xem cái nhiệt độ đo được là bao nhiêu đây Trên 40 độ rồi 45 này Vẫn tăng Có trên được 50 độ không Không trên được 50 độ Đo được chỉ là 49,6 độ Cũng là mức nhiệt rất tốt cái hộp này to nên chúng ta thấy là cái sự ảnh hưởng khi chúng ta để nhiều hay ít thức ăn cũng rất là rõ ràng nếu các bạn để nhiều hơn thì cái mức nhiệt giữ sẽ tốt hơn như vậy chúng ta vừa hoàn thành cái thí nghiệm đo nước sôi trong các cái hộp cơm giữ nhiệt sau 7 giờ 30 phút chờ đợi và đây là bảng tổng hợp kết quả hộp cơm giữ được nhiệt thấp nhất đó là hộp cơm GBC 801 với mức nhiệt là 43,9 độ một phần nguyên nhân có lẽ là do dung tích nhỏ nên cái lượng nước sôi ở trong bình là không nhiều tiếp theo đó là cái hộp cơm GBG1801 Thì có kết quả đo khá là khả quan Nhiệt độ đo được là 55,3 độ Giữ nhiệt rất tốt Và tốt nhất đó là hộp DBQ362 Mức nhiệt giữ được là 57,9 độ Cao nhất trong các cái hộp cơm giữ nhiệt Cái hộp này thì không có giữ nhiệt nhé Nó chỉ giữ nhiệt cái hộp lớn thôi và hộp cơm của Lock&Lock Lock, LHC 6170 cũng giữ nhiệt rất tốt. 50,3 độ. Còn hai cái hộp 8013 và 8014 đều có cho kết quả giống nhau, đó là giữ được nhiệt là 51,6 độ. Giống hết nhau. Và cuối cùng đó là LHC 8034, mức nhiệt giữ được chỉ là 49,6 độ. Tuy nhiên như thế cũng rất tốt rồi vì cái hộp này khá to mà cái lượng nước chúng ta đổ vào có thể là chưa nhiều thế nên là cũng bị ảnh hưởng để tìm hiểu kỹ hơn về các loại hộp cơm giữ nhiệt các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com hy vọng video này hữu ích với các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại